Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Đọc tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Mến chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Hôm nay tin mừng Marco tuy ngắn nhưng dạy cho chúng ta một bài học dài. Đây là bài học về cách làm việc và hợp tác trong yêu thương, chứ không phải là một cách đố kỵ, thù ghét. Có lẽ bài học thì tóm tắt ngắn gọn như vậy, và tin mừng Marco đã trình bày cho chúng ta rất xúc tích về việc có những người không thuộc về nhóm của các môn đệ hay là đi theo Đức Kitô, nhưng họ lại rao giảng nói về Đức Kitô, và các môn đệ thì không đồng ý ngăn cấm vì họ không thuộc về nhóm của mình. Nhưng Đức Giêsu thì lại có một cái nhìn khác, rằng nếu mà ai nói tốt về Thầy hay là làm việc của Thầy, làm việc cho Thầy, thì chắc chắn người đó sẽ không thể nào mà lại nói xấu ngay sau đó. Nhưng đằng sau cái cách giải thích như vậy, chúng ta thấy đây là một bài học yêu thương và cộng tác. Trong cuộc sống của chúng ta thì thường khi chúng ta sẽ cư xử giống như các môn đệ của Chúa Giêsu, giống như Gioan ngày hôm nay. Tại vì chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ những người khác sẽ chiếm lấy cái phần tốt của chúng ta. Và đôi khi chúng ta rơi vào cái tình thế là chúng ta nói xấu người này, nói xấu người kia, và với hy vọng rằng khi người khác nhìn thấy những cái xấu của cái nhóm này, nhóm khác, thì chúng ta sẽ được mang tiếng tốt hơn. Chúng ta chặn hết những lối đi của những người không thuộc về phe của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ có lối đi rộng rãi hơn, thanh thang hơn để bước vào nước thiên đàng. Nhưng thực tế không phải vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Thực tế thì chúng ta không thể nào tốt hơn khi chứng minh cho người khác rằng à, người kia rất là xấu. Mặc dù đúng, điều đó có thể là sự thật đi, cái người đó rất là xấu. Nhưng mà để nói xấu về cái người đó, chứng minh rằng người đó xấu, thì không bao giờ làm cho chúng ta tốt hơn cả. Chúng ta chỉ tốt khi chúng ta là người tốt, và mức độ tốt của chúng ta không phụ thuộc vào cái mức độ tốt xấu của những người khác.
trong cách cư xử, trong cách sống của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta sống chan hòa, sống yêu thương, hợp tác, không đố kỵ, không ghen ghét, thì lúc đó chúng ta mới được cái sự tốt lành mà mọi người sẽ nhìn thấy. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng đây là một bài học để cho chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là trong niềm tin tôn giáo của chúng ta, sự tốt lành là vậy, nhưng đặc biệt khi nói đến sự thánh thiện thì chúng ta không được đi sai cái điều này. Đó là sự thánh thiện tuyệt đối chỉ có nơi Thiên Chúa, và không có một hành động nào để cho chúng ta có thể phong thánh cho chúng ta cả, ngoại trừ Thiên Chúa yêu thương và làm cho chúng ta nên thánh, làm chúng ta nên tốt lành. Và vì Thiên Chúa đã yêu thương, đã làm cho tất cả chúng ta nên tốt lành, cho nên chúng ta phải sống tốt để xứng với cái ơn mà Thiên Chúa đã ban, đã làm cho chúng ta trở nên tốt lành. Thường thường chúng ta hay đi ngược. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm điều này, làm điều kia, và sống như thế này, sống như thế kia là làm cho chúng ta nên thánh. Không. Chúng ta hiểu ngược, là Thiên Chúa làm cho chúng ta nên thánh, làm cho chúng ta nên tốt lành. Vì vậy cho nên chúng ta không sống xấu được. Cái điều này con cứ hay nhắc đi nhắc lại quý ông bà anh chị em. Nhưng mà con nghĩ không thừa đâu. Đừng để cho chúng ta đi ngược, đi lầm đường nữa. Hãy xin với Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn, và chúng ta biết được rằng Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên tốt lành, và chúng ta phải sống để xứng đáng với ơn đó. Ước gì mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong niềm tin, từ đó chúng ta có thể sống yêu thương, chan hòa, không đố kỵ, như lời mà tin mừng Thánh Marco ngày hôm nay dạy và mời gọi chúng ta. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.